Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này chúng ta cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Thưa quý vị và các bạn, trong những tiết mục mới Thu Thanh gửi về Đài Tiếng Nói Việt Nam, các soạn giả đã đặt lời cho rất nhiều thể loại dân ca và nhạc cổ truyền. Một trong những loại hình dân ca và nhạc cổ truyền được nhiều soạn giả say mê viết, đó chính là hát chèo. Và chương trình hôm nay xin được gửi tới quý thính giả những tiết mục hát chèo được chúng tôi thu thanh trong thời gian gần đây. Con lại về đây. Trong mình anh mắt
đến thăm Kim Sơn, một huyện ven biển nằm ở phía nam của tỉnh Ninh Bình trong bài Tiếng hát trên đất Kim Sơn do soạn giả Mai Văn Lạng soạn lời, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và tốp nữ trình bày theo điệu Lới Lơ. Mời quý vị và các bạn cảm nhận nỗi nhớ xa xiết của một người con xa quê. Ngày trở về, chứng kiến quê nhà ngày một thay xa đổi thịt, khắp chốn đường làng thanh thang, mái ngói xinh tươi, nhà tầng cao vút, lòng rộn ràng niềm vui. Bài ca gửi tặng quê hương do soạn giả Trần Thúy Dư soạn lời, nghệ sĩ ưu tú Văn Chương trình bày theo điệu Luyện Năm Cung. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Xa quê mấy chục năm trời, bạc đầu vẫn nhớ những lời mẹ ru gửi về đất mẹ quê xưa. Điệu chèo bay bồng gió đưa ngọt ngào. Gửi tới quê nhà câu hát thiết ni tha theo gió bay xa, quê hương nhân tình lý nhân hiền hòa. Từ miền nơi xa ngàn nỉ chung con vẫn nhớ về nơi tiếng mẹ nghĩ âu ơ, có lũy tre xanh nghiêng mình soi bóng triền nỉ đê bên sông Hồng, lúa ngô xanh ngượt đồng. Cách chờ trái tim con vẫn nhớ về quê hương đi. Ngày về thăm quê nắng đi trải trên đi đồng đi, thơm đóa sen trốn đi đường làng thanh thang, mái ngói xinh tươi, nhà tầng cao vút lý trời đêm sáng ánh đi đèn rộn vang tiếng loa truyền, lòng dân ý đàng quê hương đang từng ngày. Me
xây thôn xóm lý rồi nay chưa hết nghèo nhưng rất đỗi tự hào. Bài ca bay bồng mang đi theo biết bao tình mến. Tiếng gọi mùa xuân nghe sao mà thân thương nồng ấm đến vậy, không xúc động sao được khi thiên nhiên đất trời và con người giao hòa làm một, không ngọt ngào sao được khi mùa xuân gõ cửa với vô vàn sắc hoa khắp nơi nơi tưng bừng câu hát và những lời chúc mừng, tất cả như không thể thiếu để dạo nên một khúc nhạc xuân đồng điệu hòa quyện đến say lòng người. Chúng ta cùng vui xuân trong bài Cảm xúc mùa xuân do soạn giả Ngụy Văn Hai soạn lời, nghệ sĩ Hạnh Ngân trình bày theo điệu quạt màn. Xuân về cánh én lượn bay, trăm hoa đua nở đắm say lòng người. Vườn cây lộc này trồi tươi, sắc hương tô đẹp cuộc đời thêm xuân. Mùa xuân đi hỡi
xuân vơi vơi. Ơi xây dựng đồi mới quê nghỉ hương, sáng hôm nay coi thường thì ta cần đi trường. Mùa xuân thương mến đẹp như những thìa, những con đi đường quý vị và các bạn. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, lương y phải như từ mẫu, những người thầy thuốc, bác sĩ của chúng ta luôn đặt y đức lên hàng đầu, hết lòng vì bệnh nhân. Đây là một trong những hình ảnh đẹp và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của người dân Việt Nam chúng ta. Thời gian qua, đã có nhiều soạn giả đặt lời mới cho những làn điệu chèo. Họ đã rung động trước những hình ảnh, cử chỉ thật đáng trân trọng của những người thầy thuốc Việt Nam và đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các lương y qua tiết mục gửi về cho chúng tôi. Và hôm nay, chúng ta cùng nghe một trong những cảm xúc ấy qua lời thơ dạt dào tình cảm của soạn giả Trương Quốc Khánh. Bài Như ánh nắng mặt trời sẽ được nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày theo điệu Chinh Phụ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Nặng tình nặng nghĩa mấy mươi năm, hàng ngàn đêm trực chỉ âm thầm, nêu gương y đức nào đâu quản, tấm lòng thầy thuốc của nhân dân. Gió xuân phơi phơi, nhẹ bước chị tôi, hè sang thu tới, đông ấm tình người. Ơi người chị dịu dàng trong màu áo trắng, đã biết bao người được trao những niềm vui. Bao năm âm thầm lắng nghe đồng, lương nghi như từ mẫu, tâm đức thương đời, tấm lòng chỉ tôi, em thơ vui trong nỗi, hay những lúc trời trời ấm nụ cười trên môi, chỉ như ánh nắng nắng trời.
tình thương, chia bớt bao khó khăn, dẫu xa cũng như gần, thấu hiểu từng bệnh nhân, hỏi thăm chăm sóc ân cần. Mời quý vị và các bạn lắng nghe những câu hát trữ tình ca ngợi Đảng. Nhờ có Đảng mà đất nước phát triển, cuộc sống thanh bình, ấm no, trong bài Lời ca dâng Đảng do soạn giả Xuân Dinh soạn lời, top 5 nữ trình bày theo điệu Đào Liễu. Sâu ghi tạc khôn nói hết lời, vinh quang hai chữ ngời sáng nơi nơi, ai đếm hết sao một trời vời vợi. Sánh công người Đảng kính yêu ơi, thêm đẹp mi đất mi trời, ta chung tay dưới vun xuân cho đẹp đi đất lý trời, rừng núi biển khơi xuống lòng sông nước, người tiếp hướng người sạch nghi bước bên nhau nguyện cùng xin giữ bên đi lâu đi. Gió mênh mông nhẹ nhàng
trình Hát chèo do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt. Thưa quý vị, thưa các bạn, công cha nghĩa mẹ bằng trời bằng biển. Không có ngôn từ nào kể hết được nghĩa mẹ tình cha. Phòng dân ca và nhạc cổ truyền hệ âm nhạc thông tin giải trí mở chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành với hình thức thể hiện mới. Chương trình được phát vào lúc 13h05 thứ 3 và 13h05 thứ 6 hàng tuần trên sóng FM 102,7 MHz tại Hà Nội và 104,5 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, một món quà tinh thần để quý vị thính giả gửi tới song thân và cùng sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo. Để tham gia chương trình, xin hãy gọi số 024-39-39-3642 chiều thứ 2 và chiều thứ 5 hàng tuần hoặc gửi những bình luận, câu chuyện vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com. Hàng tuần sẽ có thính giả nhận được những món quà ý nghĩa của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.